Em ở đây không có cắt băng khai trương đâu nhở? Thì hoạt náo rồi đúng không? Hello các bạn. Em ơi để cái này lui ra đây một tí này. Mua ở đây này, mua cửa đây. Mua cửa đây. Đấy. Các bạn được bảo anh nhá. Vì có lên nhà nhà hai con luôn. Đường đây là đường quốc lộ 3. Quốc lộ 3 kết nối giữa Sóc Sơn và thành phố Phổ Yên. Hai thành phố cách nhau khoảng. Vâng, chuẩn bị đến giờ diễn ra phần khai lễ khai trương. Và ban tổ chức cũng xin được trân trọng kính mời toàn thể các quý vị cũng như các cô chú các anh chị ạ, gần với khu vực của nhà khoa Bảo Ngọc. Xin kính mời quý vị cùng di chuyển về phía khu vực sân gấu chúng tôi để cùng đón xem phần khai trương và những tiết mục biểu diễn của toàn đặc sắc của đoàn Sơn Lồng. Võ Đường Việt Bắc trân trọng kính mời quý vị. Vâng, một lần nữa ban tổ chức xin được trân trọng và kính mời toàn thể các quý vị và chúng ta cùng chuẩn bị đến với phần lễ khai trương chính với sự có mặt của các võ sư đến từ đoàn Lân Sơn Đồng, Võ Đường Việt Bắc, và kính mời toàn thể các quý vị và cũng xin được trân trọng gửi lời cảm ơn đến tất cả các cô bác anh chị ra ngoài đường. Vâng ạ, chương trình sẽ được diễn ra với các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc của đoàn Sơn Đồng cũng như phần khai mạc chính. Chúng tôi trân trọng kính mời quý vị. Trở nên sơ yếu vì hư tổn, chỉ gỗ thôi là chưa đủ. Kèm giả serum đơ, công thức với dưỡng chất cao cấp, giúp phục hồi tới 98% tóc khô sơ và hư tổn. Thưa quý vị, một sự kiện sau rất nhiều ngày chờ đợi, và hôm nay một cơ sở khang trang lộng lẫy là một chi nhánh tại thành phố Phổ Yên của nha khoa Bảo Ngọc và một trong những chuỗi serum chuẩn nha khoa với các máy móc thiết bị hiện đại tiên tiến nhất, hiện đại nhất và đội ngũ các y bác sĩ chuyên nghiệp nhất. Và hôm nay mừng khai trương, chúng tôi đang chào đón tất cả trân trọng tuyên bố buổi lễ khai trương chính thức được bắt đầu.
và nơi trung tâm khu Bắc. Và một lần nữa chúng tôi xin được chúc cho các chiến sĩ ngày càng phát triển, ngày càng mạnh mẽ hơn nữa. Một cái điều hãy tiếp tục đến tới lên chụp ảnh nhé, chào giá lại chụp ảnh, lên chụp ảnh, lên chụp ảnh, bảo nhân viên các thứ ra nữa. Và sau đây chúng tôi xin mời toàn bộ hệ thống nhân viên của Nhất Bạc và Phủ Yên sẽ lên sân khấu chụp ảnh luôn. Vâng, cùng với chương trình lấy cao răng miễn phí, xin mời. Vâng, xin mời tất cả các thành viên của hệ thống chuỗi xe đu Nhất Quang hoặc trên toàn tỉnh Thái Nguyên sẽ di chuyển lên sân khấu để lưu lại một bức ảnh lưu niệm. Xin mời.